Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 29 tháng 3 mà chúng tôi vừa cập nhật. Đề xuất thông qua cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh vào kỳ họp tháng 5. Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Chính phủ nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế. Đây cũng là trung tâm phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực và thế giới. Tiếp tục định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045, cũng như thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, định hướng phát triển thành phố, Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh để thay thế cho nghị quyết 54 của Quốc hội. Các cơ chế, chính sách đặc thù bao gồm: nhóm chính sách về quản lý đầu tư, nhóm chính sách về tài chính, ngân sách, nhóm chính sách về quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, nhóm chính sách về thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhóm chính sách về quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhóm chính sách về tổ chức bộ máy của thành phố Hồ Chí Minh, nhóm chính sách về tổ chức bộ máy thành phố Thủ Đức. Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Nghị quyết sẽ được soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023 theo quy trình một kỳ họp. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình bình ổn thị trường năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, các mặt hàng phục vụ học tập năm 2023, Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chương trình nhằm chủ động, đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, sẵn sàng ứng phó những tình huống cấp bách. Tham gia chương trình có 11 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu gồm lương thực, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, gia vị, sữa. Các tháng thường, lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 23% đến 31%. Các tháng Tết, lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 25% đến 43% nhu cầu thị trường. Ngoài ra, còn có 5 nhóm hàng phục vụ học tập năm 2023 đến 2024 gồm tập vở, cặp, ba lô, túi sách, đồng phục học sinh, giày dép học sinh, dụng cụ học tập. Lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 35% đến 50% nhu cầu tiêu dùng của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố năm học 2023 đến 2024. Thời gian thực hiện chương trình là 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. Đảm bảo an ninh tại các điểm đổi giấy phép lái xe. Tin tức từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở này vừa đề nghị công an quận 3 và công an quận 12 phối hợp ngăn chặn tình hình mất an ninh trật tự tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại thành phố. Theo sở này, những năm qua, các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe ở quận 3 và quận 12 có xảy ra tình trạng một số nhóm người tụ tập, trèo kéo người dân đến đổi giấy phép lái xe, hứa làm nhanh giấy tờ xe vì có quen biết cán bộ bên sở. Thậm chí, các nhóm người này còn hướng dẫn thủ tục không đúng quy định, làm cho người dân rất hoang mang. Đối với sự việc nêu trên, thời gian qua đã được các địa phương kiểm tra, xử lý nhiều lần. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến nhiều người dân bất bình. Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công an quận 3, Công an quận 12 tổ chức kiểm tra, xử lý để ngăn chặn triệt để vấn đề trên, nhằm lập lại tình hình an ninh trật tự, tạo niềm tin cho người dân khi đến đổi giấy phép lái xe. Điều chỉnh giao thông 15 tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc cho ô tô chạy 2 chiều trên 15 tuyến đường thuộc địa bàn quận 1, 3, 4, 5, 10, Bình Tân, Tân Bình trong khung 22 giờ đến 6 giờ hôm sau thay vì một chiều như hiện nay. Ở quận 1 có 7 tuyến đường điều chỉnh gồm Lương Hữu Khánh đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Bùi Thị Xuân, Mai Thị Lựu Nguyễn Văn Giai đến Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Văn Năm Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Nguyễn số nhà 23 đến Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Thủ Hoàng Sa đến Đinh Tiên Hoàng, Phan Kế Bính Nguyễn Văn Thủ đến Điện Biên Phủ và Thạch Thị Thanh Nguyễn Hữu Cầu đến Võ Thị Sáu.
ở quận 3, 4, 5 và 10, các tuyến đường điều chỉnh gồm Huỳnh Tịnh của từ Lý Chính Thắng đến Trần Quốc Toản, Vĩnh Khánh Hoàng Diệu đến Tôn Đản, An Bình Nguyễn Trãi đến Trần Hưng Đạo và Hòa Hảo Ngô Gia Tự đến Nguyễn Tri Phương. Còn trên địa bàn quận Tân Bình và Bình Tân, việc điều chỉnh giao thông áp dụng ở các tuyến Yên Thế giao lộ Phạm Văn Đồng Hồng Hà đến giao lộ Phạm Văn Đồng, Bạch Đằng, Hồng Hà giao lộ Phạm Văn Đồng Bạch Đằng đến giao lộ Phạm Văn Đồng Hồng Hà, Hương Lộ Hai Mã Lò đến quốc lộ 1 và Hồ Học Lãm Kinh Dương Vương đến quốc lộ 1. Ngoài ra, đường Võ Thành Trang, Hồng Lạc quận Tân Bình tạm thời chưa điều chỉnh vì nhiều vị trí có bán kính rẽ không đảm bảo để ô tô lưu thông hai chiều. Triều Tiên công bố các đầu đạn hạt nhân mới và nhỏ hơn. Ngày 28 tháng 3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố những bức ảnh về đầu đạn hạt nhân mới có tên Hoa San 31. Các chuyên gia hạt nhân cho biết, những hình ảnh này có thể cho thấy tiến bộ của Bình Nhưỡng trong việc thu nhỏ các đầu đạn đủ để gắn vào các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng chạm đến Mỹ. Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ sản xuất nhiều nguyên liệu hạt nhân, cấp vũ khí hơn để mở rộng kho vũ khí theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Quan chức Mỹ lại thăm Trung Quốc kể từ căng thẳng khinh khí cầu. Ngày 29 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận ông Rick Waters, người đứng đầu cơ quan giám sát chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, đã tới Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy kế hoạch đến Bắc Kinh vào đầu tháng 2 năm 2023, chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ trong gần 5 năm sau khi Washington phát hiện một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ. Cùng ngày, hãng tin Bloomberg đưa tin cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nói chuyện với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.